Từ nay đến cuối đời, tuổi Canh Tý 1960 sẽ trúng lớn giàu có vào năm nào? Năm tháng trôi nhanh, cuộc đời ngắn ngủi nhưng cũng chẳng dài, chớp mắt đã bước qua cái tuổi 60. Đây là cái tuổi mà ta quay trở về với chính mình, cái tuổi ngộ ra nhân sinh, cái tuổi chẳng còn gì để nuối tiếc, hơn thua, tranh đấu, hờn ghen, hãm hại, ám toán nhau ngoài xã hội, cũng sớm chẳng còn gì liên quan tới mình nữa. Việc mình cần quan tâm nhất vẫn là sức khỏe, hạnh phúc của tuổi xế chiều và một gia sự ấm êm. Trong video ngày hôm nay, Phong thủy Phát Tài sẽ giúp quý vị tìm ra những dấu mốc quan trọng để phát vận may. Cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Dựa trên học thuyết phong thủy truyền thống, mỗi con giáp đều ẩn chứa những yếu tố đặc trưng và cá nhân, một hình mẫu tính cách duy nhất. Tuổi Tý, hãy cùng khám phá tính cách đầy thú vị này. Người sinh năm Canh Tý 1960 thường rất sáng dạ, tinh thông kiến thức và đam mê học hỏi. Tính tự giác và nhạy cảm với thế giới xung quanh cũng là đặc điểm nổi bật của họ. Với một tâm hồn tham vọng, họ dễ dàng đặt ra mục tiêu lớn. Tuy nhiên, Canh Tý cũng cần chú ý đến việc điều chỉnh bản thân để tránh gặp phải thất bại. Màu hợp cam, vàng, nâu đỏ, tím hồng, màu kỵ, màu xanh lá, xanh rêu, xanh nõn chuối, xanh bộ đội, xanh bạc hà. Hướng hợp nam mạng, bắc, đông, nam, đông, nam. Nữ mạng, đông bắc, tây, tây, nam. Hướng nên tránh, nam mạng, đông bắc, tây, nam, tây bắc, tây. Nữ mạng, bắc, đông, nam, đông, đông, nam. Con số may mắn, nam mạng 134, nữ mạng 2589. Sau đây là dự đoán vận chính may mắn hay xui xẻo của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, trong vận chính lưu niên 12 năm. Cùng lấy giấy bút ra ghi lại và tính toán xem đâu là năm tốt nhất đối với mình cô bác nhé. Một tuổi Tý gặp năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Tý, năm này đường tài lộc hanh thông, nếu không ngừng cố gắng có thể gặt hái được thành tích cao trong sự nghiệp, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Giữa năm có thể gặp chuyện tang gia, cuối năm đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nên hạn chế xuất hành đề phòng sự cố. 2. Tuổi Tý gặp năm Sửu, năm này vận thế bình ổn, nhìn chung mọi việc tiến triển như ý muốn. Khi nhìn thấy bạn bè, người thân xung quanh gặt hái thành công, bản mệnh trở nên nóng vội hoặc sốt ruột. Cứ bình tĩnh, cố gắng thì ắt đạt được điều mình mong muốn. Năm Sửu cần chú ý rèn luyện thể dục thể thao để phòng nhiễm bệnh. 3. Tuổi Tý gặp năm Dần. Xem vận trình lưu niên của tuổi Tý thấy rằng năm Dần sự nghiệp của bản mệnh có nhiều bước phát triển nhanh chóng, thường xuyên phải bôn ba vất vả ở bên ngoài. Tuy nhiên con giáp này cần biết như thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc, nếu không tham thì thâm, tự rước họa vào thân. 4. Tuổi Tý gặp năm Mão. Năm Mão hung cát đan xen, chuyện tình duyên của người độc thân có nhiều khởi sắc. Bản mệnh cần chủ động nếu muốn nên duyên với người ưng ý. Người đã kết hôn có cơ hội nhận tin vui như đón thêm thành viên mới. Tuy nhiên bản mệnh cần chú ý cách hành xử nếu không muốn hướng họa thị phi. Chuyện nhỏ thì nên 9 bỏ làm 10. 5. Tuổi Tý gặp năm Thìn. Năm này thì đường tài lộc thuận lợi, sự nghiệp cũng đạt được bước phát triển mới. Ai tham gia thi cử, ắt gặt hái thành công. Có điều thời điểm này, bản mệnh cần chú ý kẻ tiểu nhân rình rập, kết bạn nên có chọn lọc nếu không dễ trở mặt thành thù. Ngoài ra cũng cần cẩn thận chuyện giấy tờ kiện cáo, trong năm có mắc bệnh nhẹ nhưng không đáng ngại. 6. Tuổi Tý gặp năm Tỵ, lưu niên không thuận, bản mệnh dễ gặp họa phá tài do sao bệnh chiếu mệnh, may mắn có các tinh nguyệt đức nâng đỡ nên tai họa giảm bớt phần nào. Năm này bạn nên chú ý hành thiện tích đức, không nên hám danh hám lợi, nếu không lành ít dữ nhiều. May mắn quan hệ xã giao thuận lợi, bạn nhận được sự thấu hiểu và giúp đỡ của bạn bè người thân. 7. Tuổi Tý gặp năm Ngọ. Đào hoa nở rộ, người độc thân có cơ hội phát triển tình cảm. Song người đã lập gia đình thì cần phải chú ý giữ mình, tránh vướng vào những mối quan hệ phức tạp. Tình hình tài chính không thuận lợi, cần phải làm ăn chân chính, nếu không sẽ vướng vào họa, lao tù. Tuy nhiên nếu chăm chỉ làm ăn, chịu khó bôn ba vất vả thì ắt sẽ đạt được mục tiêu. 8. Tuổi Tý gặp năm Mùi. Đây là khoảng thời gian cực kỳ thuận lợi đối với người tuổi Tý, thích hợp làm việc lớn, dù gặp khó khăn cũng nhanh chóng tìm được cách hóa giải. Những năm có thể gặp phải một vài trắc trở nhưng không đáng kể. Tuy nhiên năm này bản mệnh vẫn có thể vướng phải họa thị phi, cần hạn chế can thiệp vào việc của người khác. 9. Tuổi Tý gặp năm Thân. Căn cứ vào vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm này vận trình ổn định, sự nghiệp có dấu hiệu phát triển, cần chú ý giữ chữ tín trong các mối quan hệ, nếu không dễ để lại hậu quả. Giữa năm đề phòng họa tiểu nhân, cuối năm vận trình có nhiều chuyển biến tốt đẹp nên cố gắng phấn đấu, chủ động nắm bắt cơ hội. 10. Tuổi Tý gặp năm Dậu. Bản mệnh được đón nhiều tin vui trong thời điểm này, ví dụ như sự nghiệp hanh thông, con cháu đầy đặn, gặp người như ý, thậm chí có cơ hội kiếm tiền, tự tìm đến cửa.
Đây là thời điểm mà bạn nên mưu đại sự, chỉ cần cố gắng, không đi đường tắt thì ắt gặp hái thành công. 11 tuổi Tý gặp năm Tuất, năm này sự nghiệp phát triển, tài lộc bình ổn, tuy nhiên vẫn cần đề phòng có kẻ ngấm ngầm hãm hại để xảy ra sự cố bất ngờ. Bản mệnh phải giữ được tâm thế lạc quan, tích cực, đến cuối năm ắt có thu hoạch bất ngờ. Năm Tuất sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, cần hạn chế đi xa, nhà có thể xảy ra việc tang. 12 tuổi Tý gặp năm Hợi. Năm Hợi có các tinh chiếu mệnh, bản mệnh có cơ hội nhận được nhiều tin vui ở cả phương diện sự nghiệp, tiền bạc và tình duyên. Tuy nhiên con giáp này không nên phung phí sức khỏe, kéo đến khi hối hận thì đã muộn. Tóm tắt lại như sau. Vận trình lưu niên của tuổi Tý, năm may mắn là năm Tý, Sửu, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất. Xem vận trình lưu niên của 12 con giáp thấy rằng trong những năm này, sự nghiệp của người tuổi Tý có bước phát triển nhanh chóng. Dù có khi phải bôn ba vất vả, song thành quả ắt sẽ khiến bạn hài lòng. Tình hình tài chính có nhiều khởi sắc, dù gặp kẻ xấu hãm hại cũng thuận lợi vượt qua. Phương diện tình duyên cũng hài hòa, người độc thân dễ gặp được người như ý. Năm vận hạn của canh Tý là năm Dần, Mão, Tỵ, Ngọ. Trong những năm này, bản mệnh thường gặp phải những tai họa bất ngờ, thường do kẻ tiểu nhân hãm hại hoặc do sơ ý, lơ là nên đưa ra những quyết định thiếu chính xác. Bên cạnh đó, sức khỏe cũng có dấu hiệu suy giảm. Nếu xuất hành đi xa thì cần hết sức chú ý, hạn chế mâu thuẫn thị phi với người khác. Quý cô bác tuổi Canh Tý thân mến, sau 60 tuổi bắt đầu hiểu ra, tuổi già ắt có phong cảnh của tuổi già. Thanh xuân tuy đẹp nhưng rồi cũng sẽ tàn phai, một tâm hồn trẻ trung mới là phong cảnh bất biến trên cuộc đời. Sau 60 tuổi, thản nhiên mà nhìn nhận về hôn nhân và gia đình, chúng ta cần phải biết rằng thế gian này không có người phụ nữ nào hoàn toàn đồng cảm với tâm tình của người đàn ông, cũng chẳng có người đàn ông nào hoàn toàn hiểu được tâm tư của người phụ nữ. Sau 60, nhìn nhận người và việc không còn đơn thuần như trước, vì vậy không nhất thiết phải làm việc theo chủ ý của người khác. Sau 60 tuổi, bắt đầu hiểu ra thế gian này quả thực không phân rõ trắng đen, giữa trắng và đen luôn luôn tồn tại một sắc màu trung gian. Sau 60 tuổi, bắt đầu hiểu ra sống ở đời, bất kể là thành công hay thất bại, vui vẻ hay đau khổ, vinh quang hay khó khăn, tất cả đều là dòng nước, đến từ đâu thì sẽ lại chảy về đấy. Vì vậy, xem nhẹ mọi thứ, sống an yên là đủ. Sau 60 tuổi, bắt đầu hiểu ra, lão hóa không bắt đầu từ tuổi trung niên, mà bắt đầu từ những mệt mỏi với cuộc sống. Sau 60 tuổi, bắt đầu hiểu ra, cô đơn, đau khổ, thất bại là những dư vị không thể thiếu được của cuộc sống. Vì vậy, đối xử chân thành với cuộc sống mới là vương đạo. Sau 60 tuổi, không còn sự lỗ mãng bốc đồng của thời niên thiếu hay sự lãng mạn của tuổi trẻ, thay vào đó là những thấu hiểu và cảm thông của cuộc sống. Sau 60 tuổi, sẽ không còn những nụ cười ngây thơ, hồn nhiên thời còn trẻ hay sức sống nhiệt huyết thời thanh xuân, thay vào đó là những giấc mơ được quay trở lại tuổi thơ. Sau 60 tuổi, thản nhiên đối mặt với sự bình thường của mình, chúng ta của lúc này hiểu ra được rằng không phải ai cũng thành công, cũng nên được nghiệp lớn, thành ông nọ bà kia. Nhưng làm người cũng là một kiểu sự nghiệp, chỉ cần bạn đã từng nỗ lực, đã từng phấn đấu, đã từng hết mình, đã từng theo đuổi, có thất bại thì cũng có sao. Sau 60 tuổi, tấm lòng bắt đầu trở nên rộng lớn như biển khơi, nó chứa đựng được đủ mọi loại bão táp sóng cuộn, ôm được hết mọi ỉ nộ ái ố. Sau 60 tuổi, có thể lĩnh hội được mặt cốt lõi nhất, nội tâm nhất, chủ quan nhất của cuộc đời. Có thể nhào nặn ra những bông hoa xinh đẹp nhất, nuôi dưỡng cuộc đời, làm giàu cuộc sống và hiện thực hóa cuộc đời. Sau 60, hãy nhớ lấy mấy câu này. 1. Sống không vì mình, trời tru đất diệt. Sống hơn nửa đời người vì sự nghiệp, vì gia đình, vì con cái nhiều rồi. Đã tới lúc sống cho chính mình, sống thế nào vui vẻ thì sống, làm những điều mình thích nhưng trước đó chưa có thời gian. Đừng để ý người khác nói ra sao, vì chúng ta không sống trong mồm người khác, hãy sống cho chính mình. 2. Đừng để sự cầu toàn khiến bạn mệt mỏi. Sống ở đời, không thể chuyện gì cũng được như ý muốn. Thiếu thiếu là một phần tất yếu của cuộc sống, thay vì mệt mỏi theo đuổi sự hoàn mỹ, chỉ bằng thản nhiên đối mặt với thực tế, thuận theo tự nhiên. 3. Già và không già. Tuổi tác già nhưng tâm không già, dù già nhưng vẫn không già. Tâm một khi đã già, dù chưa già thì vẫn cứ già. Tất nhiên khi xử lý một vài vấn đề cụ thể nào đó, cần nhận mình già thì cứ thản nhiên mà nhận thôi. 4. Quý ở vừa đủ. Sinh mệnh nằm ở vận động, nhưng đừng cố quá. Ăn uống quá thanh đạm sẽ không đủ dinh dưỡng, nhiều cá nhiều thịt quá cũng không hấp thụ kịp. Quá an tĩnh thì cô đơn, còn náo nhiệt thì mệt đầu. Phàm là chuyện gì cũng hãy có một cái độ nhất định. 5. Làm người thông minh. Người ngu dốt tự tạo bệnh cho mình. Kẻ vô tri đợi bệnh đến, bệnh tới mức không chịu được mới đi viện.
Người thông minh phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đối xử tốt với mình là đối xử tốt với cuộc đời. 6. Đừng bước vào vùng sai lầm. Khát rồi mới uống nước, đói rồi mới ăn cơm, mệt rồi mới nghỉ ngơi, buồn ngủ rồi mới đi ngủ, bệnh rồi mới đến bệnh viện, tất cả đều đã muộn. 7. Tư duy hướng lợi và tư duy có hại. Bước vào tuổi lục tuần, chất lượng cuộc sống cao hay thấp chủ yếu phụ thuộc vào phương thức tư duy. Tư duy hướng lợi nghĩa là phàm, là chuyện gì cũng hãy suy nghĩ theo hướng có lợi. Dùng tư duy này thiết kế cuộc sống những năm tháng tóc bạc. Có vậy thì cuộc sống sẽ tràn đầy sức sống và sự tự tin. Mỗi ngày trôi qua cũng thú vị và phong phú hơn. Tư duy có hại là phàm, là chuyện gì cũng suy nghĩ rất tiêu cực, sống qua ngày với sự bi quan, sớm muộn gì cũng lão hóa rồi chết sớm. 8. Học cách vui chơi giải trí. Chơi cũng là một nhu cầu cần thiết của người già. Hãy ôm lấy cho mình sự hồn nhiên như con trẻ. Lựa chọn trò chơi mình yêu thích để rồi tự trong đó hấp thụ niềm vui và sức sống, rèn cho mình suy nghĩ rằng có thua cũng không tức giận, không tính toán so đo. Về mặt thể chất và tâm lý, người cao tuổi cũng chỉ nên có sự phấn khích vừa phải để hình thành nên một vòng tuần hoàn tích cực. 9. Là một người già hoàn toàn khỏe mạnh. Hoàn toàn khỏe mạnh ý chỉ cơ thể khỏe mạnh, tinh thần khỏe mạnh và đạo đức lành mạnh. Tinh thần khỏe mạnh đề cập đến khả năng chịu đựng, khả năng tự kiểm soát và các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân của người cao tuổi. Đạo đức lành mạnh đề cập đến sự quan tâm, sẵn sàng giúp đỡ người khác, cởi mở, rộng lượng và sẵn sàng cống hiến. 10. Hòa nhập vào với xã hội. Con người là loại động vật xã hội, không tách ra khỏi được quần xã của mình. Sống quá đơn độc sẽ dẫn tới các vấn đề về tâm lý, cần phải tích cực tham gia các hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân thông qua các hoạt động xã hội, thể hiện giá trị bản thân. Đây là một phương pháp sống vô cùng lành mạnh. 11. Kết giao bạn bè. Cuộc sống về già nên đa tầng, đa nguyên hóa và phong phú. Chỉ có một, hai người bạn vẫn chưa đủ. Hãy có cho mình một nhóm bạn, tình bạn và câu chuyện của mỗi một người bạn trong nhóm sẽ giúp nuôi dưỡng và khiến cuộc sống trở nên phong phú, nhiều màu sắc hơn. 12. Đau buồn. Sức chịu đựng, sự kiên nhẫn, hóa giải và loại bỏ nỗi đau của một người cuối cùng phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người. Thời gian là bác sĩ tốt nhất. Điều quan trọng là bạn chọn cách sống như thế nào trong khoảng thời gian đó. 13. Thuận theo tự nhiên. Nếu bạn đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không thể thay đổi được hiện trạng, vậy thì hãy thuận theo tự nhiên đi vậy. Đây có lẽ chính là một sự giải thoát. Phàm là chuyện gì cưỡng cầu quá sẽ không được. Dưa chín ép quá cũng không ngọt. Cô bác tuổi Canh Tý ạ, ngày sinh là yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Ngày sinh tốt, có phần tạo nên là số tử vi cát lợi, hứa hẹn số phận may mắn và tốt lành. Cụ thể những ngày sinh đại cát của người tuổi Canh Tý là ngày nào và những ngày sinh khác ẩn chứa bí mật gì về vận thế của con giáp này, hãy cùng tham khảo nhé. Những ngày sinh tốt nhất của người tuổi Tý. Một trong những ngày sinh đại cát của người tuổi Tý là mùng 4 âm lịch. Đối chiếu với kiến thức tử vi thì người này thông minh hiếu học, tài trí siêu quần, nữ giới lấy được người chồng hiền lành chân thật, nam giới lấy được người vợ thảo hiền tài đức. Những năm đầu vận trình vững vàng ổn định. Trung vận có tài sản tích lũy, họ vận cát tường an vui, viên mãn. Mùng 9 cũng là ngày xinh đẹp, báo hiệu con người có dáng vẻ đoan chính, tuổi trẻ thuận hòa yên vui. Họ vận rất tốt, danh lợi song toàn, có phúc có đức, một đời sống lương thiện, có tâm sáng, là người từ bi nên luôn được yêu quý và kính trọng. Người tuổi Tý sinh vào ngày 13 sẽ gặp nhiều điều tốt, hồng phúc to lớn, có cát tinh soi chiếu nên phúc lộc có thừa, phú quý viên mãn. Cuộc đời không có gì phải lo buồn, sướng từ trong trứng cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Ngày 25 được xếp vào một trong những ngày sinh tốt của người tuổi Tý. Sinh vào ngày này thì nam mệnh rộng lượng, thích làm việc tốt, tính tình phóng khoáng, lấy vợ hiền lương. Nữ mệnh cần tiết kiệm, lo toan, giỏi vun vén việc nhà, cuộc sống an vui, có số vượng phu ích tử. Người tuổi Tý sinh vào ngày 30, thông minh hoạt bát, thích làm việc thiện, từ trung vận bắt đầu phát tài. Tài lộc dồi dào, tiền đồ vô cùng rộng mở, không những nhiều phúc mà còn thọ lâu dài. Tiếp theo là giải mã những ngày sinh còn lại trong tháng. Người tuổi Tý sinh mùng 1, tiền vận bình thường, an ổn, từ trung vận bắt đầu phát triển, đôi lúc có thể gặp quý nhân trợ giúp nên có hy vọng phát đạt, có thành tựu, làm giảng danh tổ tông, người này nên theo nghiệp quan trường, công chức nhà nước. Tuổi Tý sinh mùng 2, có vận mệnh không tồi, nam thì thông minh, nữ thì xinh đẹp. Bản chất con người thiện lương, hòa ái, tuy tiền vận khổ cực, phải tự lập nhiều nhưng có chí khí, trung vận chuyển nghịch, càng ngày càng phát triển, hậu vận giàu có. Tuổi Tý sinh ngày mùng 3, khá tốt về phương diện hôn nhân, gặp được bạn đời như ý. Đôi bên chung sống hòa hợp hạnh phúc, nhưng nên đề phòng việc không thể dài lâu. Có thể có người mất sớm, từ trung niên bắt đầu nhiều may mắn, có thể hưởng vinh hoa phú quý. Người tuổi Tý sinh vào mùng 5 thì thông minh lanh lợi, hiểu chuyện nhưng hôn duyên không được tốt, không chỗ nương tựa, không có người để dựa vào. Tuổi trẻ gian lao vất vả,
trung niên bắt đầu có khởi sắc, tuổi già an ổn. Tuổi Tý sinh vào mùng 6, có vận may tốt hay gặp chuyện thuận lợi, số mệnh giàu có, hiếu học thành danh, chủ yếu dựa vào bản thân mình chứ không thể dựa vào cha mẹ. Tay trắng dựng nghiệp là tự chủ. Tuổi Tý sinh mùng 7 có tính cách phức tạp, có phần lập dị và xa cách với những người khác, nhưng bản chất người này rất chu đáo, tận tình. Nữ mệnh tốt hơn nam mệnh, vận trình khá tốt, sống thọ. Tuổi Tý sinh mùng 8 là những tính tình lanh lợi, hạnh phúc, yên bình, nhưng duyên phận với cha mẹ lạnh nhạt nên ra ngoài lập nghiệp, rời xa cố hương thì mới đạt được thành tựu. Tuổi già cát tường an khang. Sinh vào ngày mùng 10, tuổi trẻ cực khổ, nhân duyên với gia đình rất mỏng manh. Từ trung niên bắt đầu phát vận là người hưởng phúc muộn, càng về già càng khấm khá. Người tuổi Tý sinh ngày 11 có mưu trí thâm sâu, làm việc quyết đoán, giỏi tính toán. Từ trẻ tới trung niên đều rất vất vả, khổ cực, nhưng tuổi già được hưởng phúc. Tuổi Tý sinh ngày 12 là người có tính cách ôn hòa, nhẹ nhàng, chịu được khổ cực, cần kiệm liêm chính. Tuổi trẻ bình thường, trung vận có chuyển biến, hậu vận rất tốt, công danh lợi lộc đều có. Người tuổi Tý sinh vào ngày 14 có tính cách thận trọng, trầm tĩnh. Tuổi trẻ bình thường, trung vận có nhiều chuyển biến, mọi chuyện sẽ dần tốt lên, con cái hiểu thuận, phúc phận rất dày. Người tuổi Tý sinh ngày rằm có vận trình hài hòa về hôn nhân, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau nhưng lại hình khắc con cái, thường xuyên nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn, tuổi trẻ không mấy tốt đẹp. Tuổi Tý sinh ngày 16 là người thông minh hiếu học, có năng khiếu nghệ thuật, tới tuổi trung niên thì tài nghệ thành thạo, có thể dùng tài để kiếm tiền. Người này nửa mừng nửa lo, ngoài thân thanh thản nhưng trong lòng phiền muộn. Người tuổi Tý sinh ngày 17 có sức chịu đựng tốt nhưng lý trí không đủ mạnh, không có hậu thuẫn từ gia đình, tự thân lập nghiệp. Trải qua nhiều vất vả gian khổ thì tuổi già phát triển, cả nam lẫn nữ đều là mệnh phát đạt. Tuổi Tý sinh ngày 18 túc trí đa mưu, thông minh nhanh nhẹn, tính tình hoạt bát nhưng nóng nảy nên dễ đắc tội với người khác, duyên phận với cha mẹ thưa mỏng, tự thành ra lập nghiệp. Tuổi Tý sinh ngày 19 có cả danh cả lợi, vượng đào hoa nên đường tình cảm có rất nhiều biến cố, cẩn thận mắc bệnh phụ khoa, tuổi trẻ bình thường, về già có phúc. Người tuổi Tý sinh ngày 20 là người có vận trình tương đối sáng, năm mệnh tuy không thể dựa vào người nhà nhưng bản thân rất mạnh mẽ nên xuất ngoại để phát triển, về già phúc hậu may mắn. Nếu mệnh thích nói, thích cười, nhân duyên tốt, vượng phụ ích tử, đảm đang việc nhà, có nhiều phúc đức. Người tuổi Tý sinh ngày 21, nam mệnh lấy được vợ hiền, có tài có đức, từ trung vận vững vàng, tuổi già viên mãn. Nữ mệnh tính cách ngây thơ, dễ tin người nên chịu nhiều vất vả, gia đình hòa thuận, có tài lộc. Tuổi Tý sinh vào ngày 22, tư chất thông minh, có lòng lễ nghĩa, tuổi trẻ gian nan vất vả nhưng trung vận, nghịch chuyển, có thành công, tài lợi song toàn. Tuổi Tý sinh ngày 23, tính cách không đáng tin, làm việc bất định, có tính hiếu chiến. Trước trung niên không thể phát triển được, càng lớn tuổi phúc vận càng tốt, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh, con cái hưng thịnh. Người tuổi Tý sinh ngày 24, lanh lợi khéo léo, làm việc cẩn thận, được người khác kính trọng, nhưng nam mệnh khắc vợ, nữ mệnh không tốt bằng nam mệnh, thường bỏ công mà không thu được lợi. Người tuổi Tý sinh ngày 26 là người có lòng từ bi, làm việc không coi trọng lợi lộc, trước khổ sau sướng, không bị thiệt thòi, tuổi già hưởng phúc ấm. Tuổi Tý sinh ngày 27 có tiền đồ rộng mở. Tuy vận trình nhiều biến động nhưng từ trung vận có thể đạt được mục tiêu, hoàn thành nguyện vọng. Nữ mệnh vượng phu ích tử, giúp chồng nuôi con đều tốt. Tuổi Tý sinh ngày 28 có số khổ mệnh, vận trình trắc trở, nhấp nhô, không thể dựa vào cha mẹ, kết hôn sớm thì xung khắc, lập gia đình muộn mới tốt. Tuy không tới mức giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc, không nghèo túng. Người tuổi Tý sinh ngày 29 vận trình khổ trước sướng sau, từ nhỏ đã vất vả, chịu nhiều mệt nhọc nhưng từ trung vận sẽ thay đổi, phát triển tốt đẹp. Nam nhờ lực của vợ, nữ dựa vào sức chồng mà cuộc sống càng ngày càng thuận lợi. Trên đây là thông tin về những ngày xinh đẹp của người tuổi Tý. Một mặt để bạn đọc tham khảo biết được phần nào số mệnh của mình, mặt khác giúp những người có ý định sinh em bé vào năm Tý chọn được ngày sinh tốt cho đứa trẻ, giúp cho con may mắn thuận lợi cả đời. Quý vị canh Tý thân mến, ở tuổi 63, quan trọng hàng đầu với ta vẫn là sức khỏe. Ngoài phận mệnh trời ban thì 50% còn lại vẫn dựa vào lối sống sinh hoạt của ta. Tiếp theo trong video là những tâm huyết về phương pháp chăm sóc sức khỏe mà cổ nhân truyền lại. Cùng theo dõi và gom nhặt những điều tốt nhất phù hợp với mình cô bác nhé. Theo người xưa có rất nhiều điều cần tránh để sống thọ, nhưng những điều sau nhiều người hiểu nhầm nhất và cần tìm cách chỉnh sửa ngay lập tức. 1. Đang ra mồ hôi không nên ở nơi nhiều gió.
Một trong những điều cần tránh để sống thọ mà người xưa khuyên đó là khi đang ra mồ hôi không nên ở nơi nhiều gió, vì lúc này các mạch máu trên cơ thể đang giãn rộng. Nếu gặp gió thì quá trình bài tiết mồ hôi sẽ bị ngưng lại. Trong khi đó, thói quen của nhiều người vào mùa hè đó là ngồi ngay trước quạt gió. Việc này có thể khiến bạn cảm thấy mát và dễ chịu, nhưng gió phả trực diện vào người sẽ tạo điều kiện cho hàn khí xâm nhập, gây tổn thương đến cơ thể. Tốt hơn hết là nên lau khô mồ hôi, sau đó lau bằng nước mát để làm dịu cơ thể trước khi ngồi quạt. 2. Mùa hè tránh khí lạnh, mùa đông tránh khí nóng. Vào mùa hè thì mọi người thường bật quạt thấp nhất, điều hòa cũng thích để thật lạnh vì như thế mới mang lại cảm giác sảng khoái. Thế nên mới xảy ra không ít trường hợp đột tử vào mùa hè khi mà chúng ta bị sốc nhiệt do bước ra từ hai môi trường quá chênh lệch về nhiệt độ. Nếu trời nóng mà bật điều hòa quá lạnh sẽ khiến nhiệt độ phòng và nhiệt độ cơ thể giảm xuống nhanh hơn, nhất là khi bật quạt cả đêm, không tốt cho sức khỏe. Việc này khiến cho cơ thể không được phát nhiệt, làm suy giảm khả năng thanh nhiệt. Một trong những điều cần tránh để sống thọ theo cổ nhân đó là tránh khí nhạn lạnh vào mùa hè và khí nóng vào mùa đông. Chỉ nên bật quạt ở số vừa phải, nếu phòng nhiều cửa sổ, thoáng gió thì chỉ nên để quạt ở số nhỏ nhất. Tương tự vào mùa đông thì cũng không nên sử dụng máy sưởi ở mức nhiệt độ cao. Khi bật máy sưởi như thế thì cơ thể sẽ ra mồ hôi, khiến cho tinh khí bị rò rỉ ra ngoài. 3. Đi ngủ chớ bật đèn. Bật đèn ngủ là thói quen của nhiều người, sợ bóng đêm. Trong thực tế thì khi ngủ phòng càng tối thì càng tốt. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng bật đèn sáng khi ngủ gây bất lợi cho con người. Ánh đèn ngủ vào buổi tối cũng có tính chất tương tự như ánh nắng ban ngày. Nó khiến cho cơ thể của bạn thức và không hoàn toàn được nghỉ ngơi. Nó tạo ra áp lực vô hình khiến cho chúng ta ngủ không sâu giấc và khó đi vào giấc. Khi ngủ, cơ thể con người cần dương khí nhập âm mà ánh sáng lại khiến dương khí khó có thể lặn xuống, dễ khiến cho tâm thần bất an, ảnh hưởng tới chất lượng của giấc ngủ, dẫn tới những căn bệnh nguy hiểm cho sức khỏe con người. Không những thế, việc này còn tác động tiêu cực tới thị lực của trẻ con. Chính việc bật đèn ngủ đã làm tăng nguy cơ cận thị lên gấp đôi, do võng mạc của trẻ khá nhạy cảm nên việc để ánh sáng quá lớn sẽ khiến cho mắt bị ảnh hưởng. Các loại ánh sáng xanh và ánh sáng trắng có thể dễ dàng xuyên qua thủy tinh thể, gây nên tổn thương võng mạc, làm ảnh hưởng đến thị giác của trẻ. 4. Tránh để đầu trần vào buổi sáng sớm. Người xưa có quan niệm không nên để đầu trần vào buổi sớm vì họ lo lắng việc khí lạnh có thể xâm nhập vào bộ phận nhạy cảm nhất của cơ thể và khiến cho chúng ta đổ bệnh cho dù có khỏe mạnh tới đâu đi chăng nữa. Theo Từ Văn Bật, buổi sáng là lúc dương khí khởi sinh, phát triển rất nhanh nhưng lại yếu ớt, dễ bị khí lạnh làm tổn thương. Trong cơ thể, dương khí có đặc tính đi lên nên đầu chính là nơi hội tụ dương khí và cũng cần có dương khí nhiều nhất. Do đó, nếu sáng sớm ra ngoài không chú ý giữ ấm phần đầu, khí lạnh sẽ rất dễ xâm nhập gây ra tật bệnh. Nhất là ngày nay, vì cuộc sống bận rộn nên nhiều người gội đầu vàng sớm. Cơ thể của người mới ngủ dậy chưa hoàn toàn phục hồi các chức năng trong cơ thể và lưu thông máu còn chậm. Nếu gội đầu ngay sẽ kích thích mạch máu não và gây khó chịu. Nếu muốn gội đầu buổi sáng nên gội sau khi ngủ dậy hơn 30 phút, nên gội nước ấm và cần dành đủ thời gian để sấy tóc khô. 5. Không nên ở nơi âm u thiếu sáng. Theo cổ nhân, một trong những điều cần tránh để sống thọ đó là không ở nơi âm u. Việc sống ở nơi đủ ánh sáng rất quan trọng vì nó đảm bảo cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh, có đủ dương khí, đẩy lùi âm khí, thế nên âm tà không có cơ hội để xâm nhập. Nếu một căn phòng không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, âm khí sẽ rất nặng. Tương tự như vậy, nếu nhiệt độ phòng khá thấp, hàn khí sẽ dễ xâm nhập vào cơ thể. Đối với những căn phòng không đủ sáng, nên có đèn để thắp sáng không gian, có thể duy trì nhiệt độ phòng ấm cúng. 6. Không sống ở nơi ẩm ướt. Tương tự như trên, việc sống ở nơi ẩm ướt cũng đồng nghĩa với việc ít dương khí. Đây là tác nhân gây ra các tình trạng không tốt khác nhau của cơ thể. Ngay cả khi thời tiết ẩm nồm, không khí ẩm ướt giúp chúng ta cũng sẽ dễ bị mắc bệnh hơn vì đây là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi, gây nhiều bệnh, nhất là các bệnh về đường hô hấp, sốc phát ban, sởi, thủy đậu, rubella. Do đó, trong những thời điểm mùa nồm ẩm thì chúng ta cần có giải pháp để giữ gìn vệ sinh môi trường sống, nâng cao sức khỏe đề kháng của cơ thể. Để đảm bảo sức khỏe cho cơ thể, chúng ta không nên ở lại những nơi ẩm ướt quá lâu, càng nên hạn chế sinh hoạt lâu dài ở những địa phương ẩm thấp. 7. Chớ ăn quá nhanh. Ăn nhanh là thói quen thường thấy của những người có cuộc sống bận rộn. Thế nhưng các chuyên gia khuyên rằng một bữa ăn nên kéo dài ít nhất 20 phút. Việc này dựa trên thực tế là tốc độ truyền tín hiệu đã nạp đồ ăn của dạ dày tới não bộ luôn có một khoảng thời gian trễ nhất định, trung bình sẽ rơi vào khoảng 20 phút. Chính vì độ trễ này thì chúng ta vẫn tiếp tục nạp năng lượng dẫn tới nguy cơ thừa năng lượng. Tốt nhất nên ăn chậm, ăn từ từ để kịp thời não bộ nhận được thông tin cũng như cách để cảm nhận đồ ăn.
Thêm vào đó, nguyên tắc ăn no 8 phần là bí quyết sống khỏe từ bữa ăn của người xưa. Điều này có nghĩa là nên dừng ăn khi đã cảm thấy no 8 phần hoặc 80%. Điều này giúp chúng ta không bị thừa calo và không bao giờ có cảm giác muốn bỏ bữa. 8. Không nên vội mặc quần áo vừa phơi ngoài nắng. Một điều ít người biết đó là quần áo khi phơi nắng quá lâu cũng sẽ bị nhiễm độc. Do đó tuyệt đối không nên mặc ngay lên người. Quần áo lấy vào sau khi phơi nắng cần có thời gian hạ nhiệt cho tới khi hết nóng để tránh làm hại cho cơ thể. Ngược lại cũng không nên mặc đồ bị ẩm, nhất là khi chúng ta hoạt động và ra mồ hôi nhiều khiến cho quần áo bị thấm ướt. Lúc này lỗ chân lông trên cơ thể đang mở rộng, khả năng bị nhiễm lạnh tăng lên rất nhanh. Vì vậy khi nhận thấy cơ thể đã ra quá nhiều mồ hôi, đồ lót hay quần áo đã ướt, chúng ta nên nhanh chóng lau mồ hôi và thay trang phục khô. 9. Không nên ngủ nướng. Cổ nhân khuyên nghe tiếng gà gáy đừng cố nằm thêm, nghĩa là chúng ta không nên ngủ nướng kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Theo khoa học, việc này gây hại cho não. Cho dù có ngủ thêm 5 đến 10 phút trên giường, khi báo thức reo không mang lại cho ta giấc ngủ đủ để tái tạo năng lượng. Hơn nữa, thói quen xấu này còn khiến cả não và cơ thể bị rối, lẫn lộn giữa việc thức và ngủ, gây đảo lộn nhịp sinh học, thứ chi phối sức khỏe thể chất, tâm thần và hành vi của chúng ta. 10. Đừng tốn quá nhiều thời gian xem các chương trình giải trí. Ngày nay, ngày càng có nhiều chương trình giải trí với mong muốn giúp con người nghỉ ngơi, thư giãn thông qua những tiện ích. Thế nhưng việc này không thực sự tốt đẹp như cách chúng ta vẫn nghĩ. Việc xem chương trình giải trí quá nhiều sẽ khiến cho cơ thể chúng ta mệt mỏi hơn, bất hứng thú trong công việc. Cổ nhân có câu, dưỡng sinh cốt ở dưỡng thần. Khi chúng ta quá chú tâm vào các chương trình giải trí, tinh thần dễ bị cuốn theo. Sự chú ý dành cho tình trạng sức khỏe cũng bị giảm sút. Trong trung y thì tâm được xem là vị vua của cơ thể. Thế nên nếu vua ham chơi, ham vui, quên việc thì cơ quan khác cũng không nhận được lệnh cần chăm sóc cơ thể, cuối cùng sẽ gây mất cân bằng. Hãy nhớ rằng để sống khỏe, người xưa lấy việc dưỡng sinh là tôn chỉ. Họ luôn tìm kiếm sự yên bình trong nội tâm giữa môi trường ồn ào xung quanh. Họ không cần xem cái gì cho giải trí mà luôn thư giãn ngay cả khi bận rộn nhất để có thể hoàn thành mọi việc trong một tâm thái an hòa. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi hết video. Chúc quý vị có nhiều sức khỏe, niềm vui và sự may mắn cho cuộc sống sau khi xem hết video này.